118 Thánh Tử Đạo Việt Nam. Và sau đây chúng con xin phép được trân trọng giới thiệu ra sân khấu vị khách mời đầu tiên trở với giáo xứ Quần Cống. Trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào đón sự hiện diện của ca sĩ MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng. Một tràng pháo tay thật lớn của cộng đoàn ạ. Lời đầu tiên xin cảm ơn hai em. Lời đầu tiên thì cho con xin được kính chào quý cha, quý thầy, quý sơ, quý chức và toàn thể cộng đoàn. Thưa quý vị, ngày hôm nay là một hân hạnh cho con được có mặt tại đây trong một đêm hoan ca rất đặc biệt, ở một nơi chốn rất đặc biệt. Đối với mỗi người Công giáo, cái tên Nhất Gia Tam Thánh là một niềm hãnh diện. Và thú thật là con hơi ghen tị với người Quần Cống, bởi vì quý vị là đồng hương của Nhất Gia Tam Thánh, quý vị hạnh phúc hơn chúng tôi rất nhiều. Và thưa quý vị, đêm nay cho con xin được hát thêm một bài ngoài chương trình, bởi vì bài hát này là bài thánh ca Việt Nam đầu tiên con được nghe và con thuộc nằm lòng cho đến ngày hôm nay. Và người nghệ sĩ Công giáo đầu tiên con được cộng tác cùng là một người Quần Cống. Và ngày hôm nay, dù bài hát này không có trong chương trình, thì con cũng xin mạn phép được bắt đầu với chuông chiều của nhạc sĩ Linh Mục Thành Tâm. Và bài hát này con xin được song ca cùng với tiếng kèn saxophone của nghệ sĩ Minh Đạo, một người Quần Cống. 12 năm qua, em lại gặp anh. Và bây giờ thì anh em mình sẽ phải trình diễn. Xin mời anh, xin mời ban nhạc. Thầm nhắc cho ai hững hờ nơi miền xa xăm đó, mẹ đứng trông mong chờ, giang cánh tay nhân hiền nhìn con tha thứ chờ mong. Mong người con đi hoang đã nếm cuộc sống ê chề, sau ngày đi lang thang đã biết quay về với mẹ. Xin mẹ thương tha thứ giây phút con ở thờ, năm tháng kia quá rồi mẹ hiền yêu dấu con ơi. Mẹ ơi mẹ, gió thương đời con, đoái thương tình con, khấn ban cho niềm tin. Trong bóng đêm tiếng con nài van, xin đưa về tới bên hồn con đang lênh đênh. Chúa chiều nghe cô liêu nhẹ vuốt tựa khói lam chiều, nghe sầu dâng lên mi hoang vắng như con in nhiều. Con từ nay con quyết quên hết bao ưu phiền, theo bước chân mẹ hiền, một lòng yêu mến chung kiên.
mẹ ơi mẹ, xót thương đời con, xin đoái thương tình con, khấn ban cho niềm tin. Cho mong đêm tiếng con đài vang, vũ tựa khói lam chiều, nghe sầu dâng lên mi, hoang vắng như con im điều. Con từ nay con quên, quên hết bao ưu phiền, theo bước chân mẹ hiền, một lòng yêu mến chung kiên. Con từ nay con quên, quên bao ưu phiền, theo bước chân mẹ hiền, một lòng, một lòng yêu mến chung kiên. Em biết hôm nay em làm khó anh vì nguyên ngày anh chạy mà bây giờ anh phải đệm cho em bài này. Em cảm ơn anh rất nhiều. Bây giờ thì thưa quý vị, con xin được giới thiệu các bạn trẻ và các bạn ấy sẽ cùng với con hát một bài hát của Linh Mục Duy Thiên. Mỗi người công giáo chúng ta bao giờ sau mỗi lời kinh, chúng ta cũng thường nói một câu là Amen. Con tin, tôi tin. Và đức tin là điều quan trọng nhất gắn kết tất cả chúng ta trở thành một cộng đoàn. Và chúng con xin được diễn đạt lại đức tin mà cha Duy Thiên đã viết trong ca khúc Con Tin Chúa Ơi. Xin mời các em. Đời con sao mãi u buồn, cuộc đời hôm nay cho con bao tủi hờn đắng cay, một đời miệt mài lầm than dài dầu sớm hôm, bao năm tháng con mỏi mòn, tình ngày thương vẫn luôn vuông tròn, niềm cậy trông Chúa thương đời con. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con, tình Ngài đỡ nâng cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con, cho con thoát những ngày tuổi tập, rồi bao lo toan mà đời con sao mãi ê chề, tình người hôm qua sau hôm nay tựa làn khói bay, qua tình đời này đổi thay như một giấc mơ.
con xin Chúa thương con nhiều. Dù đời con đớn đau trăm chiều, nguồn ủi an Chúa là tình yêu. Luôn cho con trọn niềm tin chung. Dù đường con dài, ngày mưa đêm buồn mãi thôi, con luôn vững tin nơi Ngài. Dù đời con sống trong u hoài, tình Ngài luôn chiếu soi ngày mai. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Ngài hằng đỡ đấng cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày tối tăm. Trần gian hôm nay dù đổi thay như lá trên cành, tình người như vôi cho con trông cậy một Chúa thôi. Tình Ngài nhiệm màu dìu con qua từng tháng năm, con luôn bước trong ân tình. Ngài gọi con sống trong an bình, Ngài chờ con giữa ánh bình minh. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Ngài hằng đỡ nâng cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày tối tăm. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Ngài hằng đỡ nâng cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày tối tăm. Ngài hằng chở che cho con đó. Cảm ơn quý vị. Và thưa, con xin được hân hạnh giới thiệu những người bạn trẻ này đều là những ca viên trong ca đoàn Pháp Vân, nơi mà con, ca đoàn giáo họ Pháp Vân, một giáo họ nhỏ thôi, nơi chúng con sinh hoạt tại Hà Nội, mặc dù là con là người được rửa tội ở Bùi Chu. Dạ, Made in Bùi Chu nguyên một dãy. Và đêm nay là để vinh danh các thánh tử đạo, thì bây giờ con xin nhường sân khấu cho các bạn sẽ trình bày một ca khúc rất là được phối lại theo kiểu hành khúc, đó là bài Lòng Trung Nghĩa. Chúa
ngồi chiêm dân tiếng cầu dưới chốn pháp trường, cùng tiếng ngâm lâm nghe thiên quốc xa vời. Hy sinh vì lòng tin, son sắc sự câu đoàn quyền, quyết vì chính tin, lòng khó không hề giảm phai, giữ tâm lòng hiếu chung lời thề xưa lẽ nào quên. Nhà quên đau thương bên vương tâm can trường, ngày đêm khấn nước chờ dâng trái tim hồng. Lòng chúng ta ơi, vì cứu sống từng người, đã nắng chiếu soi vì tin dấu. Hy sinh vì lòng tin, son sắc giữ câu đoàn quyền, quyền vì chung tin, lòng vô không hề giam thoi, giữ tâm lòng hiếu chung lời thề xưa lẽ nào quên. Nghe quên đau thương bên vương tâm ta trường, ngày đêm vẫn hương cho dân trai tim hờ. Lòng chung nghĩa ấy vì tu sáng tương bừng, ngày nắng chiếu soi vì in dấu huy hoàng. Vâng, chúng ta vừa được đón nghe những nhạc